tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về mừng thọ mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Bao nhiêu lời chúc lành dâng tặng mẹ cha, bao nhiêu thương kính vọng về mẹ cha. Tặng mẹ cha như lòng chúng con luôn nguyện, làm người con ngoan. Hôm nay vui về gia đình đoàn viên, trao nhau thâm tình hướng về tu dưỡng thân tâm. Nguyện cầu mẹ cha sống bình an suốt đời. Con về mừng thọ mẹ cha, công ơn sinh thành dưỡng dục tựa núi non cao. Lòng con khắc ghi trọn đời không phai nhòa. Hôm nay con về ô mẹ cha, dâng lên bao lời chúc mừng mẹ cha sống yên vui. Nói gương cha mẹ con nguyện sống nên người. Kính thưa ông Bùi Đức Phi, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quang Thiện. Thưa các vị đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xã, Hội người cao tuổi xã và các đoàn thể xã Quang Thiện. Thưa Ban Thánh Thiết nàng Lạc Thiện, nàng Lưu Quang. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, các bác, các anh, các chị cùng các cháu, trong không khí phấn khởi đón chào xuân Bính Thân 2016, chào mừng thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, một thời khắc chuyển giao của đất trời, của cỏ cây, hoa trái. Đất nước đã vào xuân, từng nhà, từng người thêm một tuổi, cầu mong sức khỏe, sức mạnh, làm ăn phát đạt. Là ngày đoàn huyên của con cháu sum vầy quanh ông bà, bố mẹ, gia đình buổi đầu xuân, và đã trở thành thông lệ tốt đẹp của quê hương. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội thọ, ông Đỗ Phủ là người làm thơ nổi tiếng đời nhà Đường có viết: nhân sinh thất thập cổ nay y, nghĩa là người thọ 70 tuổi xưa nay hiếm. Cụ Đỗ Văn Hội và cụ Vũ Thị Canh năm nay tròn 100 tuổi cũng là xưa nay hiếm. Kính thưa quý vị, nói về công cha như núi Thái Sơn,
nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời nồng nồng không phủ kín công cha. Để tỏ lòng tri ân thành kính tới bố mẹ ông bà cụ, hôm nay ngày 7 tháng giêng năm Bính Thân, 18 người con trai râu gái rẻ, 66 cháu, 71 chắc, 20 chút, 175 người với tấm lòng thành kính tri ân công đức ông bà bố mẹ, long trọng tổ chức lễ mừng thọ đại thọ cho hai cụ. Trọng giới thiệu về dự lễ mừng thọ hôm nay, đại diện cho ban chấp hành đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Quang Thiện, ủy ban mặt trận tổ quốc xã Quang Thiện, hội người cao tuổi xã Quang Thiện và các ban ngành đoàn thể trong xã về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu ban khánh thiết nàng Lạc Thiện, ban khánh thiết nàng Lưu Quang về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Giới thiệu ban chi ủy, ban chỉ huy xóm 13, chi hội người cao tuổi xóm 13 về dự, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Về dự lễ mừng thọ hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu có các cụ, các ông, các bà, các bác, các chú, các anh, các chị cùng các cháu có quan hệ với hai cụ và con cháu cụ về dự hôm nay, đề nghị nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu đảng chính quyền xã Quang Thiện do Bùi Đức Phi làm trưởng đoàn, thay mặt cho đoàn nên chúc thọ cụ và trao thiệp của chủ tịch nước chúc thọ 100 tuổi tới cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mừng Tết đến và nóc đến nhà nhà căng mây vàng cành đào hồng thắm tươi, chúc cụ già được sống lâu sống thọ cùng con cháu sang năm lại đón Tết say, và kính chúc người người sẽ gặp lành tay sao được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đại say. Cười nhân nơi đời các con người người đi hái lộc là đẹp xinh đến trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban khánh tiết nàng Lạc Thiện do ông Trần Xuân Vinh, trưởng ban khánh tiết làm trưởng đoàn, có kim ngân lễ vật vào để chúc thọ đại thọ hai cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Chúc người người sẽ gặp lành tay sao được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đại say. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ban chi ủy, ban chỉ huy xóm 13, chi hội người cao tuổi xóm 13 vào chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Đêm sinh đến trời, màu áo trắng tung bay cùng muôn ngàn hoa. Trong tiếng trong xuân, long phụng về đây sum vầy. Tiếp nối chương trình, xin trân trọng giới thiệu đoàn đại biểu gia đình con cả của ông Đỗ Văn Hùng và bà Vũ Thị Bèo cùng các con cháu chắt vào chúc thọ cụ. Đặc biệt đoàn này là có cháu Đỗ Văn Toán, năm nay đỗ vào trường sĩ quan pháo binh và đến 10 giờ cháu phải lên đường, cho nên là đoàn đại biểu khẩn trương vào chúc thọ cụ để cháu Toán để lên đường vào nhập học. Đề nghị đoàn khẩn trương. Xin mời gia đình ông Đỗ Đình Vùng và bà Trần Thị Tám cùng con cháu chắt vào chúc thọ.
họ cô. Xin trân trọng kính mời đoàn. Trân trọng giới thiệu và kính mời anh em thuộc khối ủy ban cùng công tác là bạn với ông Phùng vào chúc thọ phụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chờ xuân đại sai. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình người con trai là ông Đỗ Văn Vẫy và bà là Nguyễn Thị Ánh cùng con cháu chắt vào chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu ban khánh tiết làng Liêu Quang do cụ Trần Văn Nho, trưởng ban khánh tiết làm trưởng đoàn, đoàn văn lễ vật vào để chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Mùa xuân sang ta chung nhau, năm mới đến mong bao người hạnh phúc ơi xin bay về, xóa tan bao buồn lo âu. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình bà Lê Thị Nhu cùng con cháu vào chúc thọ cụ. Tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn gia đình con trai là Đỗ Văn Khốc, bà là bà Phạm Thị Thảo cùng con cháu chắt vào. Xuân sang ta chung nhau cho ước muôn bay cao vời, cùng nỗi vui luôn bên người, xóa ưu tư dài đêm đông. Ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tết này mỗi nhà phát tài. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời đoàn đại biểu gia đình bà Đỗ Thị Mô là người con gái cụ cùng con cháu chắc vào chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời đoàn. Tùng theo nghi tạo chính thô trên sư hậu đi xào xì quân luân đi trèo vùng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời bà Hòa tại thành phố Ninh Bình là người thông gia với cụ nhưng do điều kiện không về được, giao cho cháu là Đỗ Thái Sơn có chuyển hoa kim ngân lễ vật vào chúc thọ cụ. Xin trân trọng kính mời. Bao ước muốn bao hy vọng cùng giữ nhau mau bay về, thắm trên môi người xinh tươi. Cùng si cùng si cùng si ni ya, cùng si cùng si cùng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời gia đình ông Phạm Văn Xuyên là người thông gia với ông Đỗ Văn Đùng và con trai cả nhiệm vụ con lễ vật vào để chúc thọ cụ. Tiếng cười khắp trần, ta hãy cùng chúc mừng xuân về ước mong tết này mỗi nhà phát tài. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Đỗ Văn Huệ là cháu cụ có lễ vật và bài thơ.